Phương là Giáp, hello anh em. Hôm nay lại có dịp Phương quay lại, Phương làm về chủ đề về điện nữa cho mọi người xem ha. Đây, các bạn thấy đây cũng là một cái dạng cái hộp điện đó không ạ? Nhưng mà đa số là thấy đấy bên viễn thông họ làm nhiều hơn, nhưng mà Phương tận dụng để Phương làm cho cái công việc của Phương hiện tại. Tại vì hiện tại là sếp đang yêu cầu là Phương làm một cái thumper để cho một cái máy lạnh kia nó chạy tới giờ nó ngắt. Nhưng mà do là cái máy lạnh đó nó không có chỉnh thời gian được, nên là buộc chúng ta phải can thiệp bằng một cái hệ thống tủ thermometer rồi ở ngoài. Thì cũng rất đơn giản thôi các bạn. Nhưng mà Phương cũng muốn giới thiệu cho mọi người biết là đây, đây là một cái tủ điện rời. Thì ở trong văn phòng của họ, Phương không đặt được cái tủ này, do là văn phòng của họ đó, họ đã chỉnh chu rồi, nên là bắt buộc Phương phải đặt ngoài cái cục nóng. Mà cái cục nóng á thì nó lại là ra ngoài trời, nên là bắt lại phải xài cái thiết bị này ha. Đó là nguyên nhân tại sao mà Phương muốn nói cho mọi người cái này. Đây nè. Đây nè. Đây là cái cầu đấu thôi, không có gì hết. Tiếp theo, chúng ta chuẩn bị một con thumper. Thumper tùy cho chúng ta muốn mua thumper cơ hay là thumper điện tử, tùy. Phương khoái xài điện tử hơn. Lý do là dễ chỉnh ha. Một con CV để chúng ta ngắt nguồn này nọ. Một con contactor hai cực. Này ha, contactor. Các bạn thường thấy contactor ba cực đúng không ạ? Nên nhưng mà Phương đang muốn cái tủ này nhỏ nên Phương muốn tận dụng cái con contactor hai cực này cũng được. Nó độ cũng đủ chức năng để cho mình đóng tắt mở thiết bị thôi, chứ nó cũng không có gì cần gì nhiều. Con contactor này chủ yếu là để cho nó đóng cái cục nóng á. Tại vì dòng cao nên là Phương phải xài qua con này ha. Rồi, thì đối với một cái tủ điện cơ bản thì nó dưới đây thế này thôi. Giờ là Phương đấu nối để cho mọi người xem ha. Rồi, mọi người hãy theo dõi cùng Phương. Rồi, giờ để tránh mất thời gian của các bạn xem video của Phương, thì Phương cũng có làm cái sẵn mấy cái đoạn dây như thế này để Phương lắp vô cho mọi người coi cho nó nhanh ha. Thì đây, giờ Phương nói sơ sơ qua cái nguyên tắc xíu. Thì đây là cái nguồn vô nè, cái nguồn vô thì vô đây, cái nguồn mà để cho mà lúc mà Phương ở ngoài dạng nóng á thì Phương đây, thì vô đây xong rồi ra đây. Phương để ngược CV nha, tại vì cái con contactor này nè, nó cái đầu của nó là nằm trên đây. Nếu như mà Phương để như thế này nè, Phương để như thế này, thì nếu như mà Phương vô thì Phương phải quay ngược một vòng lên trên đây, thì rồi mới Phương xuống dưới đây rồi Phương quay ngược lên trên đây thì nó rất tốn thời gian. Thì Phương quay đi đó, để anh đi để nhìn vô đây thì cũng đúng đó biết ha. Đây qua vô đây, thiếu đầu lên trên đây, vô trong hai cái này gọi là tải của nó. Một ba là một ba nè, nguồn của tải nè, còn A1, A2 điều khiển đây ha. Rồi qua có con thumper này. Rồi giờ Phương câu nha. Rồi mọi người xem nè, trước tiên là Phương câu cái thằng này trước. Phương câu lý do nó nằm ở trên nên là để dở gì cho nó dễ câu. Phương quay ngược lại luôn đó ha. Cái mạch động lực nè, đây là cái nguồn động lực cho nó nè, cái nguồn động lực cho cái contactor nè. Rồi thì đã có rồi thì mình lấy từ thằng này ra rồi đúng không ạ các bạn. Bây giờ mình lấy cái nguồn cho thằng tiếp theo nữa, là mình phải lấy có cái nguồn cho thằng thumper này, thì mình Phương cũng lấy nó dưới đây luôn. Thì nguồn cho thumper là Phương lấy cái dây này đây ha. Nguồn cho thumper là Phương đi dây nhỏ thôi, tại vì nguồn cho thumper mà đúng không ạ. Này Phương đi cái dây nhỏ xíu thôi, Phương không có cần phải đi dây to làm gì, tại vì cái đó là cái khiển thôi mà, nên là không nhất thiết.
Vậy là trên này coi như là đã xong, nó chỉ còn thiếu cái nguồn à đây luôn. Phương sẽ cho nó xong luôn cái trên này ha. Thì đây nè, cái nguồn cái này là của cái khiển từ Thăng Mơ qua. Phương cho Phương làm luôn. Khiển từ Thăng Mơ qua đó các bạn. Phương câu luôn. Mình làm trước thôi, không có vấn đề gì. Tí xíu mình không cần phải đi lại. Rồi, ở trên này có 3 sợi dây. Rồi, Phương câu hết 3 sợi rồi. Giờ Phương chỉ việc gài vô luôn. Mà trước khi gài thì Phương cũng gắn mấy thằng này vô luôn. Đây, mấy thằng dưới này nè, Phương gắn vô thôi. Các bạn theo dõi luôn ha. Phương gắn cái trước tiên là Phương gắn cái cầu vô cầu đổ trước này, cái nguồn vô nè đó, nguồn vô của cái tổng của cái mạch này đó, hay luôn. Nó có hai hai cái thì Phương làm luôn hai cái luôn. Hai cái chân này để xuống dưới đây không có gì hết các bạn, đơn giản lắm mà. Rồi giờ Phương đấu luôn cái động lực của thằng này luôn. Thằng này nè, động lực của thằng con motor nè, để khiển cái con motor đó thì mới có động lực đó. Đây Phương đấu vô luôn cho các bạn chút xíu á, mình chỉ việc gài vô thôi, tại vì lúc mà mình gài cái vô thanh cái ray á, cái nó còn nhỏ xíu á, mất công. Cứ có cái gì cái gài vô hết đi. Chút xíu vừa qua vừa quay tổng thể lại chút xíu cái là các bạn hình dung được liền. Đó. Coi như là gần xong rồi các bạn. Cái này cái mạch này là mau. Đây. Ok. Đây giờ là Phương gài được rồi đó. Nè, Phương gài vô này các bạn. CB. Rồi, đã cứng. Phương gỡ này ra luôn nè. Giờ Phương đấu vô trong cái giờ là Phương đấu vô trong cái cầu đấu này ha. Xong rồi nè các bạn nè, đó đúng không ạ, nè cái nguyên cái cầu của nó nè, Phương đấu vô thôi, dưới này thôi. Rồi giờ các bạn muốn cho thằng này chạy nè, muốn cho thằng này chạy thì giờ đây nè, giờ Phương lấy cái nguồn nè, đây là cái nguồn ha, Phương nói trước đây là cái nguồn nè, cái nguồn để cho cái con Hammer nó chạy nè. Rồi trước tiên đây là cái nguồn nha các bạn bỏ sợi dây này ra đi đó. Đây là cặp nguồn nè, cặp nguồn ở trên nè đúng không ạ, nguồn nè.
đây vô nè, nguồn vô mà. Rồi đây Phương lấy một sợi, Phương vô một một chân của con tham ma này. Rồi, còn một chân nè, còn một con tham ơ này có hai chân, một cặp vô, một cặp ra ha. Giờ đang còn một chân nữa, Phương cho nó vô cái cặp giờ vô nè. Còn nếu như các bạn nào mà cần sơ đồ thì cứ nói Phương sẽ vẽ ra cho các bạn coi cũng được ha. Mà Phương nghĩ chắc không cần đâu, tại vì cái này nó cũng đơn giản quá, nên là không cần vẽ đâu. Rồi xong, giờ vô có rồi nè, đúng không các bạn? Đây, vô nè, từ cái nguồn nè, lấy vô cho nó chạy nè, con thăm ba nè, ha, đúng không? Thì giờ nè, cái đầu ra của nó thì một chân là Phương cho nó vô cái A1, một chân nó Phương cho nó vô cái A2. Thì đây, đây nha. Rồi một chân nè, một chân Phương cho nó vô A2 rồi, còn cái chân A1 nè, hồi nãy là Phương đấu trước rồi, bây giờ Phương bẻ xuống thôi, Phương chỉ việc bẻ xuống thôi. Này. Rồi xong rồi đó, xong cái mặt điều khiển rồi đó, rồi chỉnh tham mơ nữa rồi xong. Rồi ok Phương nè, đó ha, các bạn thấy còn trơn không? Ok. Rồi giờ Phương quay cho các bạn coi nha, Phương quay lại cho kỹ lại thêm lần nữa. Rồi giờ đây nha, đó Phương nói nè, cái này là nguồn vô nè, cặp vô nè. Đó các bạn thấy không ạ? Đó, đây là cặp vô. Thì đây là cái đầu thì mình vô nè, mình vô trên cái đầu của CV nè, dưới cái đầu dưới đít CV nè. Thì mình muốn cho cái con thứ tay này nè, nó có tải động lực á. Đó. Thì mình bắt đầu là mình cho nó cua qua một đầu của nó 13. Đó cái chân 13 nè. Đây ha, 13. Mình lấy từ đây mình qua 1, mình lấy từ đây qua 3. Rồi sau đó con A1 và con A2 là cái cuộn coi của nó, để cho nó khi mà nó có nguồn nó đóng xuống thì bắt đầu là dưới cái chân số 2, chân số 4 này nó có điện thì bắt đầu là cho cái máy chạy nè. Đó Phương có lớp rồi đây đó, đúng rồi ạ. Thì để cho con tham ơ này chạy thì bắt buộc mình phải có nguồn cho nó. Thì cái nguồn Phương lấy từ đâu? Phương lấy từ đây nè, hai sợi dây đen này các bạn, đúng không ạ? Lấy hai cái chân này nè, Phương câu cho nó xuống vô đây, Phương câu nó vô đây, đó. Rồi sau khi nó đi ra thì một chân nè, cái ra nè, đó, các bạn thấy không? Cái ra nè, Phương cho nó một chân nè, nó vô cái thằng A1, còn chân còn lại Phương cho nó vô thằng A2 nè, cái chân còn lại nè Phương cho nó vô A2. Thì cái đó là về đây là nguyên tắc xong một cái mạch, về nguyên lý hoạt động của nó. Là nếu một con tham mơ này đóng thì con motor này nó có tải, nó có nguồn đóng với cuộn coi đóng xuống, nó có tải đây đóng cho máy lạnh chạy. Rồi đó, đây ha, các bạn thấy không ạ? Ok đúng không ạ? Nè, quá gọn gàng, gấp lại xong đó, bóp lại luôn đó. Cái này là nó có bóp lại chống nước rất ok, tuyệt, mở ra cũng dễ dàng nữa. Đó thấy không ạ? Đây
thì mình không có phải khó khăn gì khi mà thao tác hết. Rồi, video của Phương là đến đây cái kết thúc về cái mạch mà điều khiển on off bằng thermometer mà có cái conductor đây ha. Thì hy vọng là các bạn sẽ bạn nào cần thì sẽ giúp ích được cho bạn đó để mà hoàn thành tốt được công việc. Rồi, Phương cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mà cảm thấy thích thì hãy cho Phương một lượt đăng ký kênh, ủng hộ kênh Phương nha. Nếu mà được thì hãy like và chia sẻ bài của Phương để cho mọi người biết nhiều hơn và ủng hộ Phương nhiều hơn. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.